Chào tất cả các em, đây là clip thứ 36 rồi. Thầy đang giúp em ôn phương trình mặt cầu ha. Thì qua cái clip này thì phương trình mặt cầu nó hơi khó một chút xíu, thì các em cố gắng với em theo dõi. Thầy cũng tự giới thiệu, thầy là Đỗ Minh Khôi, thạc sĩ toán học chuyên ngành giải tích ha. Thầy giúp em ôn thi tốt nghiệp đại học. Rồi, câu số 11. Một mặt cầu S giao với mặt phẳng P theo giao tuyến là một đường tròn có bán kính bằng 3. Rồi, mình có thể vẽ mặt cầu. Sâu quá, vẽ cho nó tương đối ha. Rồi, đúng là cái chỗ này nó đứt nha. À, chỗ này đứt nè, chỗ này đứt nè. Đó, đó. Thầy đang cười đó là hiểu nó đứt nha. Đó. Rồi, một mặt phẳng P nè, nó cắt mặt cầu theo giao tuyến là một đường tròn có bán kính bằng 3. Và đây là cái tâm mặt cầu nha, để tương đối thôi, màu đỏ đi. À, đây là tâm mặt cầu nè, tâm mặt cầu nha. Rồi chiếu xuống H hay M đi ha, là tâm tâm đường tròn. Đây là A đi ha. Chỗ này vuông nè. Rồi, M là tâm đường tròn nha. Đường tròn có bán kính bằng 3, vậy MA bằng 3 nè. Đó. Ở đây mình có hai cái tròn tròn nha, hình cầu cũng có tâm có bán kính. Rồi đường tròn là thích diện là giao tuyến của mặt phẳng P với lại mặt cầu S. Thì cũng là cái hình tròn nó cũng có tâm là M, bán kính là 3 ha. Khoảng cách từ tâm đến mặt phẳng P. Câu này sao? Biết rằng khoảng cách từ cái tâm Y nè, tọa độ dày của mặt cầu S đến mặt phẳng P bằng 4. Vậy tức là cái gì bằng 4? Tức là IM bằng 4 nè. Đó, khoảng cách từ Y đến mặt phẳng IM bằng 4 ha. Rồi. Rồi mình dùng Pythagore mình tính ra, vậy bán kính mặt cầu là IA nè, không? R sẽ bằng cái gì? Vậy R sẽ bằng căn bậc 2. 4 bình cộng 3 bình ha. Đó. Bằng 5. Về mặt cầu mình á, là có tâm là Y nè. 1, 2, chữ 3 nè. Rồi có bán kính là 5 nè. Được chưa? Phương diện mặt cầu á, là R bình phương bên phải ha. 25 bên phải. Rồi tâm là 1, 2, chữ 3. Mình lấy x, y, z trừ đi cái tâm thì mình chọn đáp án A. Rồi. Rồi cái phương mình tiếp tục với câu 12 nha. Biểu trình mặt cầu tâm A và tiếp xúc với đường thẳng D. Rồi. Bài này vẽ tương đối đi nè. Đây, mặt cầu. Tâm là A. Vẽ đại nha. Tiếp xúc với đường thẳng D. Ở dưới đường D đây ha. Rồi.
Thế thì cái bán kính mặt cầu đó, chính là khoảng cách từ A đến đường thẳng D đúng không? Ừ, đó là A, AH đi ha. À, thì bán kính mặt cầu chính là độ dài đoạn thẳng AH. Mà độ dài đoạn thẳng AH chính là khoảng cách từ A đến đường thẳng D, đúng không? Rồi. Thế thì mình làm sao? Công thức như thế nào nhỉ? Khoảng cách từ điểm đến đường thẳng. Giờ thầy ôn lại công thức nha. Giờ đường thẳng D nó có điểm gì? Giờ mình viết ra cho nó rời ra nè, cho mình dễ tìm điểm nè. Điểm là 100 nè. Còn cái vectơ là 0t, 1t, 1t, được chưa? Vậy đường thẳng D nè. Nó có vectơ, nó đi qua đường thẳng D, nó đi qua một điểm gọi là điểm B đi ha, có tọa độ là 100. Dạ, và cái vectơ chỉ phương nó là 011, được chưa? Thì công thức á, mà khoảng cách từ điểm đến đường thẳng đó là như thế này, nó là cái phân số. Dạ. Mình lấy vectơ U. Mình tích có hướng với vectơ AB. Mình lấy tích có hướng. Vectơ AB ở đâu ra? Điểm A là của cái điểm mình tính khoảng cách đến. Còn cái điểm B là cái điểm thuộc đường thẳng D. Đó. Điểm B là cái điểm thuộc đường thẳng D nha. Đó. Rồi, đến tích có hướng này. Được chưa? Sau đó mình lấy độ dài của cái vectơ tích có hướng này. À. Rồi chia cho cái gì? Thì mem làm vậy cho nó nhanh à. Mem xóa cái vectơ AB đi. Xóa luôn cái dấu phẩy. Được chưa? Rồi, còn lại cái gì? Còn lại độ dài vectơ U. Ừ. Đó, thầy nói mẹo mà cho nó dễ nhớ ha. Mình bỏ vectơ AB đi, còn vectơ U thôi. À, đây là công thức khoảng cách từ điểm đến đường thẳng. Rồi. Nhớ khi tiếp xúc là cái bán kính chính là cái khoảng cách từ điểm đến đường thẳng luôn. Còn mặt phẳng cũng vậy ha. Rồi bây giờ vectơ U mình nêu ra. Vectơ U là nhiêu nè? Vectơ U là 0, 1, 1. Rồi vectơ AB là nhiêu nè? Lấy điểm B trừ điểm A ha. B là cái điểm dưới đây nè. À, trừ điểm A là cái điểm dưới đây nè. Lấy B trừ A. Lấy điểm B trừ điểm A. À, 1 trừ 1 là 0. Được chưa? Rồi 0 trừ 1 là trừ 1, 0 trừ 2 là trừ 2. Rồi, vậy thì vectơ U mà tích có hướng với vectơ AB bằng nhiêu đây? Rồi, tính nhanh nha. Bây giờ mình che cái này đi nè. Mình muốn tìm cái x đúng không? Thì mình che cục x đi ha. Đó. Mình nhân chéo trừ hai cái này thôi, tìm gì che đó, đó ha. Vậy 1 nhân trừ 2 là trừ 2, trừ 2 trừ ra trừ 1 nhân 1 tức là còn trừ 1. Rồi bây giờ mình tìm cái cuối luôn, thì mình che cái cuối đi. Mình lấy bốn cái này nhân chéo trừ nhân chéo nè, nhân chéo trừ nhân chéo cho nhau, vậy là mặt không đó. Rồi bây giờ mình muốn tìm cái số ở giữa thì mình che số ở giữa thôi. Được chưa? Nó còn lại bốn này, 0 trên 0 dưới 1 trừ 2 là mình cũng nhân chéo trừ nhân chéo, nhưng mà nhớ nhân ngược lại. Lấy 1 nhân 0 trước nè, trừ cho trừ 2 nhân 0 ha. 1 nhân 0 nhân 2 0 cũng là 0. Vậy vectơ U ghép vectơ AB là trừ 1 0 0. Ok chưa? Rồi mình lấy độ dài, suy ra độ dài của vectơ U tích có hướng với vectơ AB. Chưa?
độ dài. Tức là mình thêm hai cái cây dọc dọc này nè, thấy không? Vào đây nè, đó. Mà độ dài chính là căn hoành bình cộng tung bình cộng cao bình trừ một bình, không bình, không bình trừ một bình coi như là một bình ha, không bình, không bình như bằng một. À, độ dài vectơ u bằng bao nhiêu nha? Độ dài vectơ u, độ dài vectơ u bằng căn bậc 2 không bình, một bình, một bình bằng căn 2. Chà, rồi mình thay hai kết quả này nè, một nè lên đây, rồi căn 2 à lên đây, không à, ra cái gì nè, phải bằng một chia căn 2. Rồi tâm thì mình có rồi ha, tâm đây 112 đây, tâm là 112, bán kính là 1 chia căn 2 thì bình phương lên ra bao nhiêu, là 1 phần 2 đây. Rồi x, y, z trừ đi cái tâm rồi bình phương chưa? Thì mình cho nó bán A, ok chưa? Đó. Rồi vậy qua bài này thầy ôm cho em công thức tính khoảng cách từ điểm đến đường thẳng. Khoảng cách từ điểm đến đường thẳng thì mình lấy tích có hướng của vectơ chỉ phương với cái vectơ tạo bởi một điểm mình cần tính khoảng cách với một điểm của đường thẳng, đó là vectơ AB. Sau đó chia độ dài của vectơ chỉ phương. Rồi sau đó mình viết nhìn mặt cầu. À. Rồi sau đó tiếp theo mình qua ví dụ 13. Viết phương trình mặt cầu tâm Y và có bán kính R bằng 3, biết tâm Y cùng thuộc qua mặt phẳng. Rồi. Mình đã biết rằng ba mặt phẳng đó, ba mặt phẳng nó giao với nhau. Hai mặt phẳng giao với nhau nè, vì hai mặt phẳng nha cách nhau, tất nhiên nó không song song nha, song song thì không cách nhau rồi đó. Hai mặt phẳng là cái mặt thứ nhất nè, mặt P nè, cái mặt Q nè, rõ ràng P Q nó không song song, tại vì P Q vectơ pháp tuyến của nó, vectơ pháp tuyến của P là 1 1 0, còn vectơ pháp tuyến của Q là 2 0 trừ 3, được chưa? Nó không cùng phương với nhau nên hai cái mặt này không song song hay không trùng nhau, nó sẽ cách nhau. Vậy những cái điểm chung của hai mặt này nó phải nằm trên cái đường này, đó là tuyến. Rồi tiếp tục, mặt Q mặt V này cũng không có song song với R nên sẽ cách mặt R, đã khác nhau R vậy đi. Đây là mặt R, được chưa? Thì cái điểm chung của hai mặt này là cái điểm này, đó. Điểm Y đấy. À. Thế thì muốn tìm điểm chung của ba mặt phẳng thì mình giải hệ ba phương trình ba ẩn thôi. Thấy chưa? Tọa độ điểm Y sẽ thỏa cái phương trình này. X cộng Y nè. Đây là cái mặt P nha. Bây giờ mình chuyển trừ 2 qua phía phải nè. Mình chuyển trừ 2 qua phía phải nha. Chuyển trừ 2 qua phía phải là 2. Đó, và cái mặt là mặt P nè. Đó. Tiếp tục. Mặt Q mình chuyển đối với mặt Q mình chuyển số 1 qua phía phải luôn. Chà, mặt Q mình sẽ có là 2x, mình viết xa xa xíu nha, viết xa xa xíu đi, 2x
trừ 3z bằng trừ 1, phải không? Cộng 1 chuyển qua bên phải là trừ 1 này. Rồi, ở trên đây mình cũng viết xa xa chứ đi, mình bấm máy cho nó dễ ha. Tức là đây không có z, tức là mình hiểu là không z đó. Còn đây không có y, mình hiểu là không y đó. Mình bấm máy cho nó dễ ha. Bằng 2 nè. Rồi, tiếp tục đến cái mặt thứ ba là mặt R ha, mặt này mặt Q nè, cùng loạt R nè. R là sao đây? Y trừ Z trừ 0, tức là không có x, tức là mình hiểu là không x nè. Rồi cộng Y nè trừ Z nè bằng 0 à. Rồi mình nhập máy tính, mình mở máy tính ra, bấm 1 5 2 chạy hệ 3 phương diện 3 ảnh ha. Mình nhập vô nè, 1 nè, 1 nè, 0 nè, 2 nè. Rồi hàng thứ hai mình nhập nè, 2 nè, 0 nè, trừ 3 nè, trừ 1 nè. Rồi hàng cuối cùng mình nhập là 0 nè. Nhớ x ở đây không có là không nha, cái mặt R đó, đúng không? Rồi trước số của y, hệ số của y là 1 nè. Hệ số của z là trừ 1 nè. Rồi mình trải nghiệm ra là 1, 1, 1, 3 số 1 luôn, rất là đẹp ha. Rồi vậy mình có tâm y rồi, mình suy ra tâm y là bao nhiêu các em? Tâm y tọa độ nó là 1 1 1. Rồi bán kính đề cho là bằng nhiêu? 3 nè, bán kính đề cho là 3 nè, đó. Thấy không? Tâm y là 1 1 nè. Vậy phương trình mặt cầu như thế nào đây? À, nhắc lại nha. X trừ bình y trừ nhân một đơn bình cộng z trừ nhân một đơn bình. Đây đoạn 3 là 3 bình. 3 bình. 3 bình là 9 nè. Rồi. X y z trừ 1 nè. Trừ cái tâm ha, trừ cái tâm nè. Đó. Trừ 1 trừ 1 trừ 1. 9. Rồi mình chọn đáp án gì? Đáp án A ha. Đó. Rồi. À, tiếp tục mình qua ví dụ số 14. Câu 14 sao đây? Một mặt cầu S có tâm Y đi qua điểm M có tọa độ là 1, 5, 5 và bán kính R bằng 5. Biết tâm Y thuộc hạng D. Tìm tọa tâm Y sao cho X, Y là số nguyên. Rồi. Giờ bài này không cần vẽ hình cũng được. Thôi vẽ sơ sơ để em hình dung nè. Mặt cầu nè. S ha. Có tâm là Y. Y thì thuộc đường thẳng D. Thẳng D bây giờ đây. À, đây đường thẳng D. Mặt cầu đi qua điểm M. Chà. M này có tọa độ là 155. 155. Chân này bằng 5. Chà. Rồi bây giờ mình lưu ý điều này. Y là điểm tùy ý. Y là tâm mặt cầu đúng không? Được chưa? Y thuộc hạng D. Bây giờ đường hạng D viết lại bình thường như vậy nha. Đường hạng D viết lại bình thường như vậy. X bằng Y bằng Z bằng. À, đường hạng D nè. Viết như vậy là viết tắt á.
Không phải viết như vậy là viết mem nhìn hơi khó nhưng mà viết tắt nó. Thì đúng ra ghi là 0 0 1. Rồi đây là cộng 1t cộng 2t cộng 0t. Phải chia ra cái điểm 0 0 1 á. Gọi là điểm A đi ha. Nó chỉ là một điểm thuộc đường thẳng D thôi. Nó duy nhất một điểm thuộc đường thẳng D thôi. Trên D nó còn vô số điểm nữa. Ứng với mỗi T thuộc R. Được chưa? Ví dụ cho T bằng 1 đi. Thì mình lại có cái điểm mới là điểm B. Khi T là số 1 thì mình có điểm mới là điểm B là 1. Mình thế T bằng 1 vô ha. 2 1. Ứng với T bằng 2 mình lại có một điểm mới nữa. Gọi điểm C đi ha. Là 2 4 1. Ứng với T bằng trừ 1 thì ta có một cái điểm mới nữa. Cái điểm A này chẳng qua nó ứng với T bằng 0 thôi. Khi T bằng 0 thì cái điểm của mình là 0, 0, 1. Giả sử ứng với T là trừ 1 thì mình lại có điểm, ví dụ điểm D đi ha. Là bao nhiêu? Trừ 1. Trừ 2, 1. Đó, chưa? Ok. Rồi. Vậy Y thuộc đường thẳng D. Vậy Y nó có thể là điểm A, nó có thể là điểm B, có thể là điểm C, có thể là điểm D, nó có thể là điểm nào đó tùy ý. Được chưa? Nói chung Y là điểm chạy, nó vẫn còn khu vực tham số T. Được chưa? Tóm lại, nãy giờ thầy giảng như vậy có nghĩa là điểm Y không phải là cái điểm 001. Không. Điểm Y là cái điểm tùy ý nằm trên đường thẳng D. Giờ thầy bôi đi. Bây giờ mình phải tham số hóa cái điểm Y. Tóm lại nói nôm na đơn giản như vậy nè. Khi điểm Y mình phải đi tìm. Được chưa? Thì mình viết điểm Y theo dưới dạng đường thẳng tham số D á. Được chưa? Mình ghi là Y. Điểm Y thuộc đường thẳng D. Phải suy ra tọa độ điểm Y nó y chang phương trên đường thẳng D này, không? Tức là x của nó là t nè, tại vì nó là điểm chạy, y của nó là 2t nè, z của nó là 1 là khỏi tìm, được chưa? Rồi, đó y nó có tọa độ vậy, t 2t 1 nè, t là nhiêu chưa biết, nếu mình biết t là coi như mình biết điểm y rồi, thấy không? Rồi. Thế thì bây giờ mình muốn tìm y thì sao? Thì theo cái hình vẽ mình thấy nè. IM là bán kính đúng không? Vì M nằm trên mặt cầu. Được chưa? Vậy IM là bán kính thì nó bằng 5. Được chưa? Vậy mình phải tính vectơ IM. MI đi ha. Tính vectơ MI. Ừ. Thì mình lấy y trừ m. Chưa? Y đây. Trừ m đây. Rồi trừ. Y trừ m nha. T trừ 1. Rồi 2T trừ 5. Rồi 1 trừ 5 là nhiêu? Trừ 4. Đó, cứ lấy điểm Y trừ điểm M ha. Điểm Y còn chưa biết, nó phụ thuộc vào tham số T. Điểm M là 1, 5, 5. Rồi mình tính độ dài MI. MI sẽ bằng căn. Căn của T trừ 1 bình nè. Rồi căn của 2T trừ 5 bình nè. Rồi cộng với trừ 4 bình nè. Trừ 4 bình có như 4 bình thôi. Được chưa? Rồi. Bằng bao nhiêu? Tính tiếp nha. Này là T bình nè.
trừ 2t nè cộng 1 nè, khai trừ hàng thức ra ha. Cái này 4t bình nè, trừ 2ab ta trừ 20 nè, trừ 2 nhân 2 nhân 5 là trừ 20, 20t cộng 25 là 5 bình là 25 nè, cộng 14 bình ở đây nè, 16 nè. Bằng nhiêu? Bốn t bình với một t bình là 5 t bình ha. Rồi tiếp tục trừ 2 t với trừ 20 t là trừ 22 t. Rồi số nha, 1 với 25 với 26, 1 với 25 là 26, 26 với lại 16 là 42. Rồi. OK. Rồi mình giải phương trình ngay. Ai chưa? Và cái đây là MI là bằng căn 5t bình trừ 22t bằng 42 đúng không? MI ha. Rồi. Mà đề cho MI, mà MI bằng bao nhiêu? Mà ha. MI bằng mấy đây? Bằng 5 đúng không? Đó. Chà. Để suy ra nó có điều gì? Bình phương hai vế lên ha, giải phương trình. Sẽ có 5t bình trừ 22t cộng 42. Hai mình giải phương trình này nè. Bình phương hai vế lên ha. Đó. MI một mặt á, mình tính bằng cái căn này. Một mặt á, là đề cho nó bằng bán kính bằng 5 thì nó có MI bằng 5 ha. Nè, do đây nè. Rồi 5 bình lên bao nhiêu là 25. Rồi giải tiếp nè. Ta có là 5t bình trừ 22t25 này. Chuyển qua trái là nhiêu? 42 trừ 25 à, 12 trừ 5 là 7, nhớ 1 là 3, 4 trừ 3 là 1. Rồi 42 trừ 25 ra 17. OK. Rồi mình bấm máy ra hai cái thí nghiệm t nha. T thứ nhất là bằng 1 nè. Thí nghiệm t thứ hai là ra 17/5 nè. Được chưa? Rồi. Mà t thứ nhất á, thì t 1 thì mình thay vào đâu? Thay vào cái y nè, thay y đây nha. Ra cái tâm y cha, cái t bằng 1 sẽ ra y bao nhiêu? Y sẽ bằng t bằng 1 thay vào cái y đây ha, y sẽ bằng là 1 2 1. Còn cái này là thay vào nó sẽ ra là 17/5. 2T là 2 nhân 17/5 là 34/5. Thật ra không có cần tìm nữa, tại mình thấy nó không nguyên là nó không phải rồi. Tại vì sao? Mấy em để ý câu này nè. Tìm tọa độ tâm y sao cho xy là số nguyên. Xy là cái hoành độ điểm y á, nó phải là số nguyên. Vậy giữa 1 với 17/5 là nào số nguyên? Lại số nguyên đúng không? Vậy mình chọn 121 ha. Rồi. Mình chọn đáp án A. OK. Rồi mình qua ví dụ số 15.
qua ví dụ số 15 nha. Rồi, ví dụ số 15 là như thế nào đây? Đề bài yêu cầu viết phương trình mặt thẳng P. Mặt thẳng P này nó song song với mặt thẳng Q. Rồi mặt thẳng P này nó phải tiếp xúc với mặt cầu S. À, hơi rắc rối nha. Nó song song với Q mà nó tiếp xúc với mặt cầu S. Thế thì cái hình vẽ để mình tưởng tượng như thế này. Đây là mặt cầu S nè. Tương đối đi nha. Rồi. Đây là cái tâm y của mặt cầu S. Đây, tiếp xúc với mặt phẳng B ha. Vẽ mỏng mỏng thôi. Đó, cho dễ hình dung. Rồi. Phẳng B này nó song song mặt phẳng Q. Đó. Khi tiếp xúc thì sao? Khi tiếp xúc tức là cái khoảng cách từ tâm y đến mặt phẳng B nè. Được chưa? Khoảng cách từ tâm y đến mặt phẳng B nè. Nó phải bằng cái bán kính. Rồi khi nó song song thì sao? P và song song với Q thì sao? À, khi P và song song với Q á, thì ba cái hệ số X, Y, Z á, nó giống y chang, nó chỉ khác nhau cái hệ số cuối thôi. Thấy không? P chính xác hơn nó tỷ lệ, nhưng mà mình lấy nó giống luôn cho nó nhanh. Còn P cũng là 3X cộng 4y, nhưng mà cộng số nào đó không biết, tạm thời giờ cộng m thôi. M là số mình phải đi tìm nha. Rồi điều kiện m nó phải khác khác trừ 1 nha. Tại sao nó phải khác trừ 1? Vì nếu ở đây là trừ 1 luôn, thấy không, thì cái mặt phẳng p này nó trùng với mặt phẳng q rồi. Hai mặt phẳng P và Q nó y chang nhau. Mà đề bài đâu yêu cầu mà đi tìm mặt phẳng trùng đâu. Đề bài yêu cầu tìm mặt phẳng song song. Phải có thể mình đoán được trong hai trong bốn đáp án thì hai đáp án là sai nè. Trừ 1 là sai nè, ha. Nhớ nhé, M phải đi tìm. Tìm được M là mình tìm được phương trình mặt phẳng P. Nhưng mà lưu ý M phải trừ 1. Vì bằng trừ 1 nó trùng. Rồi thế thì tìm M như thế nào? Thì muốn tìm M mình phải dùng điều kiện tiếp xúc. Có nghĩa là khi nó tiếp xúc, đó là khoảng cách từ tâm đến mặt phẳng nó phải bằng cái bán kính, tức là D bằng R đó, ha. Rồi bây giờ tạm thời bây giờ mình phải tìm tâm với bán kính của mặt cầu S cái đã. Mặt cầu S nè, có cái tâm mình gọi là Y nè. Cái tọa độ như thế nào nha. Thì nhắc lại nè, muốn tìm tọa độ tâm của mặt phẳng của mặt cầu á, thì mình nhìn vào ba cái biểu thức ở trong bình phương này nè, mình lấy con số mình đổi dấu lại là xong. Được chưa? Vậy chỗ này nè không có gì hết, tức là số 0 ha. Đây số 0 nè, ta đọc không, đây biểu thức ở trong ngoặc đơn mà mình đổi dấu lại, biểu thức cái số ở trong dấu ngoặc đơn đúng không, là trừ 1 đúng không, mình đổi dấu lại mình trừ 1 và đổi thành cộng 1. Tương tự như đây cũng vậy, trừ 1 đổi thành cộng 1 đó, mình có cái tâm có tọa độ là 0, 1, 1. Vậy muốn tìm bán kính ta làm sao? Mình lấy căn của vế bên phải ha, căn của vế bên phải, vậy là căn 1 thì cũng là 1 thôi ha. Nhớ nha, đây là R bình phương đó nha, đây là R bình phương. R bình bằng 1 thì R nó có thể là bằng cộng trừ 1, nhưng mà vì độ dài hình học không có tính số âm nên mình bỏ cái trừ 1 đi, mình lấy 1 thôi. Phải muốn tìm bán kính đó mình lấy căn vế phải ha. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng công thức khoảng cách. Khoảng cách nè từ tâm Y đến mặt phẳng P nè ha. Khoảng cách tiếng Anh là distance, cái là chữ D ha. Khoảng cách từ Y đến mặt phẳng P nè đó, bằng cái gì? Bằng một cái phân thức. Chà. Ở trên là cái dấu trì tuyệt đối.
ở dưới là cái cành. Thế mình làm sao? Mình lấy y mình thay vào vế trái của p rồi mình thay vào đây. À, mình lấy y này là 0,1,1 nè, tọa độ 0,1,1 nè. Mình thay vào vế trái của p nè. Đó. Em lấy cái này em thay vào đây nha. Đó. Thay vào xong bắt đầu mình thay vào đây. Đó. Thay vào cái dấu chỉ đối. Và tiến hành thay nha. 0 mình thay vào x thì ta có 3 nhưng 0 là 0. 1 mình thay vào y thì mình sẽ có 4 nhân y là 4. 1 này mình thay vào z. Mà z nó không có thì thôi, thấy không? Khỏi thay. Rồi cuối cùng là cộng m nữa nè. Rồi chia cho cái căn. Căn của cái gì nhỉ? Mình lấy cái vector của mặt phẳng b á, lấy ba cái hệ số của mặt phẳng b á, x y z á. Ba cái hệ số x y z của mặt phẳng b á, mình thay vào đây, bình phương lên. Tức là mình lấy số 3 bình nè, xong số 4 bình nè. Rồi z không có là số 0 bình nè. Đó. 3 bình. 4 bình. 0 bình thì khỏi khỏi ghi nha, ghi cũng được. Rồi theo cái điều kiện tiếp xúc, theo cái yêu cầu bài toán nó tiếp xúc đúng không? Nó tiếp xúc thì d bằng r, cái d bằng r, cái d thì bằng cái r, mà cái r mình là 1 đúng không? Rồi vậy viết số 1 số đây nha. 1 d bằng r, mà r là 1 hả? Vậy nhiệm vụ bây giờ mình phải giải cái bài toán này, giải cái bài toán này. Đó. Rồi, giải ra như thế nào? Giải tiếp nha. Tính trong tuyệt đối trước nè. Mình sẽ có là 4 cộng m trong dấu chỉ tuyệt đối. Chà. Rồi. Nguyên cái căn này là bao nhiêu nè? Bấm máy là nhiêu nè? Căn này là bằng 5 nè. Đúng không? Căn của 3 bình cộng 4 bình cộng 0 bình là 5. Mình quy đồng. Mình nhân cho số 1. Vậy 5 nhân 1 là bằng 5. Được chưa? Rồi. Bây giờ mình giải bài toán này, mình muốn bỏ chỉ đối á, thì mình phải ra cộng trừ ha. Tức là 4 cộng m nó phải bằng 5. Rồi 4 cộng m phải bằng trừ 5. Đó. Rồi mình giải tiếp. Mình chuyển 4 qua. Mình chuyển 4 qua. Thì mình có m bằng 5 trừ 4 là 1. Rồi trừ 5 trừ 4 là trừ 9. Chà. Thế thì mình ra hai cái m là 1 với trừ 9. Mình lại thay ngược vào đây. À, thì suy ra mặt phẳng B nó có hai mặt phẳng. Một là 3x cộng 4y cộng 1 bằng 0. Hai là 3x cộng 4y trừ 9 bằng 0. Chà, bằng B nó có hai hai mặt phẳng đáp ứng được đề bài. Có nghĩa là mình hiểu này, nó còn cái mặt phẳng dưới đây nè. Đó. Hai mặt phẳng B ở đây nó đều song song với quy và nó đều tiếp xúc với mặt cầu. Đó, nó có hai mặt phẳng. Thì mình chọn đáp án A ha. Ok. Nhớ so điều kiện. M nó khác trừ 1 nữa nha. Là hai cái m là nó khác trừ 1 như đây nha. Thì như 1 với trừ 9 nó khác rồi ha. Ok. Rồi mình qua ví dụ số 16. Thank you.
Rồi, bài toán này bài toán tìm giao điểm của đường thẳng với mặt cầu. Ví dụ người ta cho cái mặt cầu vậy, S ha. Rồi một cái đường thẳng D nào đó nó đâm xuyên cái mặt cầu. Đâm xuyên tại hai điểm ha. Thôi thầy vẽ hình phẳng cho nó dễ hiểu đi. Hai là đường thẳng D nè. Nó cách mặt cầu thông thường là cách tại hai điểm. Còn nếu nó không cách á thì không có đề, không có nghiệp ha. Còn nếu mà nó vừa chạm là tiếp xúc, nó chỉ đụng con điểm thôi ha. Đó, giờ mình phải tìm giao điểm M. Chắc chắn là có hai M đó ha. Thông thường là vậy ha, hoặc là không có M, hoặc là hai M, hoặc là tiếp xúc đó là một M thôi. À, để ý nè, đề bài cho thêm cái ZM dương. Vậy có nghĩa là nó sẽ có hai M đó. Nhưng mà cái điểm M nào mà có ZM dương đó thì mình mới nhận thôi. Ok chưa? Rồi. Để cái đó. Mình gọi là M1, M2 ha. Nhưng mà chỉ có một M thỏa cái điều kiện đề bài thôi. Ha. Và thế thì mình làm sao? À, thế thì mình lấy nguyên cái phương trình D là mình thay vào cái phương trình S thôi. Thì thôi mình lấy cái này mình thay vào đây chưa, mình lấy x bằng 1 nè, mình thay vào đây, rồi mình lấy y bằng t nè, mình thay vào đây, rồi mình lấy z bằng t nè, mình thay vào đây, được chưa? Ok. À, thế mình thay nha, x bằng 1 mình thay vào đây thì mình sẽ có là 1 cộng 3 bình phương. Tiếp tục y bằng t thay vào đây thì mình sẽ có t cộng 2 bình phương. Z bằng t mình thay vào đây, 25. Rồi mình giải tiếp nha, đây là 16 nè. À, 1 3 là 4, 4 bình phương là 16 nè. Đây là t bình nè, cộng 4t nè, cộng 4 nè. Khai triển hằng thức ra ha. Đây là t bình nè, trừ 2t nè, cộng 1 nè, bằng 25. Rồi sắp xếp lại thì mình sẽ có là 2 t bình, chắc t bình với t bình nè, 2 t bình ha. Rồi 4 t với trừ 2 t ra bao nhiêu nha, là cộng 2 t, được chưa? Đó. Rồi số nè, 16 cộng 4 cộng 1 là 21. 21 trừ 25 chuyển qua, không, 25 chuyển qua trả vế trái nè, là trừ 25. 21 trừ 25 là trừ 4. Bằng 0. Rồi mình dùng máy tính Casio FX, mình bấm nghiệm. Nhưng ở đây thì lưu ý là 2, 2, trừ 4. Nếu ba cái hệ số ABC nó cộng lại bằng 0 thì mình có thể nhẩm được nghiệm, nó sẽ có nghiệm là 1. Được chưa? Mày lớp 9 lớp 10 thầy cô sẽ nhắc rồi ha. ABC còn lại bằng 0 thì sẽ có nghiệm là 1. Và nghiệm còn lại là C chia A. Được chưa? Và C chia A tức là trừ 4 chia cho trừ 2. Xin lỗi, trừ 4 chia cho 2. Trừ 4 chia cho 2. Được không? Và trừ 4 chia 2 là trừ 2. Đó, đó là cách nhận nghiệm cho nó nhanh. Còn thôi mấy em bấm máy nó cũng ra thôi. Thế thì mình có t bằng 1, t bằng trừ 2 mình làm gì nữa? Mình thay ngược trở lại cái đề này. Đó, thì mình sẽ ra cái tọa độ điểm, được chưa? Thay chưa? Và chia ra mình sẽ có hai cái giao điểm M là nhiêu? 1. Lấy số 1 thay đây nha. Dạ. 1 1 1
ứng với t trừ 2. Đã, t trừ 2 mình có điểm m này, t 1 có điểm m này. Thì mình sẽ có là 1 trừ 2 trừ 2. Đó. Mình lấy trừ 2 nè. Mình thay lên đây. Đó. Thế thì mình ra hai điểm m. Nhưng mà một điểm m này nó có cái y có z m dương đúng không? Còn này là z m nó bị âm đúng không? Được chưa? Vậy mình chỉ chọn m này thôi. Còn cái m này mình bỏ. Chưa? Thế thì mình chọn đáp án A. Nhớ cái điều kiện z m dương nha, thì mình chỉ lấy z m dương là lấy tọa độ điểm m trên thôi. Rồi. Thầy vừa ôn cho em xong cái phương trình mặt cầu. Tất nhiên trong phương trình mặt cầu này nó có phối hợp với phương trình mặt phẳng, phương trình đường thẳng. Được chưa? Đây là clip thứ 36 rồi nha. Rồi clip tới thì thầy sẽ tiếp tục ôn cho em về góc, khoảng cách, rồi những bài toán tổng hợp với điểm, đường thẳng, mặt phẳng, mặt cầu, vector. Rồi clip cũng dài rồi. Tạm biệt mấy em nha. Chúc các em ôn thi cho thật tốt, tự tin. Tạm biệt các em.